đô Trần Văn Tuấn Vĩnh Phúc mang trang phục màu đỏ giữ. Gặp đô Nguyễn Văn Xưởng Bắc Ninh mang trang phục màu xanh theo. Mời hai đô vào ngay trọng tài chống sân này. Quý vị và khán giả đang theo dõi keo thứ nhất của giải 2 do đô Trần Văn Tuấn của Vĩnh Phúc mang trang phục khối đỏ đã toàn thắng đèo nhất, đèo 2 đã giữ giải 2 và đô Xưởng toàn thắng đầu đèo nhất giữ giải nhất, và sau đô Xưởng được thì đánh lên thua đánh xuống, đô Xưởng đã thua giải nhất và xin ban tổ chức thi đấu ở giải 2. Ban tổ chức đồng ý cho đô Xưởng vào thi đấu giải 2. Các trọng tài chuẩn bị, các đô chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Sau trận đấu này là trận thi đấu của đầu lèo 3 do đô Nguyễn Tiến Công của Sóc Sơn nhất thắng và đô Nguyễn Quốc Cường của Đông Anh xin theo. Hai đô chuẩn bị trang phục. Sau trận thi đấu đầu lèo 3 là trận thi đấu đại đô, đô Hà Văn Hiếu của Linh Bình đã giữ và đô Nguyễn Hồng Kỳ của Bắc Ninh xin theo. Các đô chuẩn bị trang phục. Một trong các đô nào có biểu hiện tiêu cực là chúng tôi sẽ trước quyền thi đấu của đô đó, để các đô lưu ý. Quý vị và là khán giả đang theo dõi keo vật đầu tiên của giải 2 do đô Trần Văn Tuấn của Vĩnh Phúc mang trang phục khối đỏ đã giữ và đô Nguyễn Văn Xưởng của Bắc Ninh mang trang phục khối xanh xin theo. Sau trận thi đấu của giải 2 là trận thi đấu của đầu lèo 3, hai đô ra ngoài rồi và hai đô vào thi đấu sơ sới rồi. Là trận thi đấu của đầu lèo 3 cho đô Nguyễn Tiến Công chuẩn bị trang phục và đô Nguyễn Quốc Cường xin theo. Trận đấu tiếp tục.
mời hai đô tạm nghỉ, mời hai đô đầu lèo ba vào giới. Bắt tay, trận đấu tiếp tục. Ra ngoài rồi, mời hai đô vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Chúng tôi công bố kết quả trận thi đấu và giải nhì. Mai đô và rất sớm. Vừa rồi chúng ta đã chứng kiến trận thi đấu ở trận keo 1 của giải 2 giữa đô Trần Văn Tuấn, Phố Đỏ, Vĩnh Phúc và đô Nguyễn Văn Xưởng của Văn Linh. Và vừa rồi với miếng của đô Khố Xanh Nguyễn Văn Xưởng, nhưng đô Trần Văn Tuấn của Vĩnh Phúc đã phản đòn và thắng. Đô Trần Văn Tuấn nhất thắng giải nhì. Để kịp quý khán giả cho chàng vào tay. Vâng, xin chàng cảm ơn. Mời hai đô đầu lèo 3, đô Nguyễn Tiến Công, Sóc Sơn và Quốc Cường.